Người phụ nữ dẫn chương trình tiếp tục nói, tiếp theo xin mời hiệu trưởng học viện Lý Nguyệt tuyên bố luật lệ thi đấu. Hiệu trưởng học viện Lý Nguyệt trang phục tay thỏ tiếp nhận lấy mic bắt đầu nói, đồng bào có nghe rõ không? Tôi hỏi đồng bào có nghe rõ không? Sau đây ta xin được giới thiệu với mọi người đôi chút về nội quy cuộc thi đấu. Hình thức thi là thi theo đội nhóm, mỗi đội nhóm có tối đa gồm 3 người, chỉ những người dự thi cùng cấp bậc mới được phép tham gia cùng một đội. Trong quá trình thi đấu môi trường chiến đấu được tạo ngẫu nhiên, với nhiều phân cảnh chiến đấu khác nhau, vậy nên mọi người cần tận dụng nhiều hơn các môi trường khác nhau trong trận chiến nhé. Ta đã thành lập một đội phòng ngự với 3 học viên mạnh nhất lớp, mọi người đều có thể trở thành lôi chủ mới nếu như đánh bại được đội phòng ngự. 3 đội phòng ngự cuối cùng còn lại sẽ quyết đấu với đội của Đường Vân, trong top 4 người đứng đầu, quyết định quán quân trong cuộc thi lần này. Tuyên bố cuối cùng chính là phần thưởng cuộc thi năm nay. Quán quân trong cuộc thi lần này sẽ nhận được võ hồn thủy tinh thức tỉnh. Tuyệt vời, lại có thể là võ hồn thủy tinh thức tỉnh. Thứ này có thể trực tiếp thức tỉnh võ hồn chiến khải của con người phải không? Đúng vậy, thứ này là một báu vật vô giá. Hiệu trưởng Tỷ Tỷ dạng hai chân ra mà nói, vậy thì đại hội tỷ thí của học viện Ly Nguyệt chính thức bắt đầu. Trận đấu vừa được tuyên bố bắt đầu đã có người nóng lòng rồi, Lục Thừa Phong. Mọi người đều là siêu tân tinh năm đầu tiên. Hôm nay để xem chúng ta và ngươi cách biệt bao nhiêu. Siêu tân tinh người à, không xứng. Cuộc thi đấu học viện Lý Nguyệt trận đấu đầu tiên bắt đầu. Đây là Hà Lưu. Trùng hợp thật đấy. Võ hồn của ta là hệt thủy. Nhìn xem ta tiêu diệt ngươi thế nào. Tóc xù lấy được lợi thế đầu tay liền bắt đầu động thủ. Mộng Thu mau đá dòng nước này ra ngoài đi. Đừng để chiếc bè gỗ bị hủy. Mộng Thu lập tức sử dụng võ hồn một con thỏ. Dòng nước như thế đã bị thỏ nhỏ đá bay đứt đoạn. Lục Thừa Phong liền tiếp tục chỉ huy Triệu Minh Vũ mau giết mấy người kia. Triệu Minh Vũ lập tức di chuyển ngay trên mặt nước, tóc xù đầy kinh ngạc, sao có thể? Làm thế nào mà hắn ta có thể nổi được trên mặt nước? Lão đại là Hương Trường, ngài nhìn xem, là võ hồn của Lục Thừa Phong, lại có thể dùng Hương Trường làm cầu nối. Lão đại trùy tử đang đến, đúng thật là chết tiệt. Tiểu Hồng Mao, ta sẽ cho ông của ngươi một búa. Triệu Minh Vũ hét lên một cái rồi liền giã một búa lớn xuống, đội tóc xù mau chóng bị tách ra mất đi sự chú ý, mà Triệu Minh Vũ ra tay xong liền cút xéo muốn chuồn làm tóc xù lo lắng, đuổi theo hắn ta. Không thấy bè gỗ đâu, chúng ta không có cách nào chiến đấu. Mà lúc này từ chiếc bè của tóc xù mấy cây rong nước đang leo lên, lúc này hắn chỉ có thể chửi bậy ở đằng sau, bởi đây chính là võ hồn thứ hai của Triệu Minh Vũ, cứ thế tóc xù lại ăn hành thêm lần nữa. Hà cũng tại ngươi quá vội vàng không thể xác định thắng bại, không có chút hợp tác với đồng bọn nào, vì vậy ta mới nói ngươi không xứng được gọi là siêu tân tinh. Người dẫn chương trình liền thông báo thắng cuộc, chúc mừng Lục Thừa Phong và 3 người còn lại đã phòng ngự thành công. Sau đây mời mọi người hãy tập trung vào đấu trường thi đấu cấp bậc 2, cuộc thi sắp tới sẽ là thử thách đấu trường cấp bậc 2. Hai bên đối đầu với nhau là một đội bao gồm 3 người đứng đầu lớp 2. Người thách đấu là bộ ba tóc xanh lớp 2, nói nhỏ với mọi người nghe nói rằng, thủ lĩnh của đội tóc xanh có một số vướng mắc tình cảm với Đường Minh Hoàng, cô gái trong đội của Lý Thiên Tường, ta còn nghe nói là Mao đã theo đuổi Đường Minh Hoàng từ rất lâu. Hai người bọn họ là tâm đầu ý hợp, kết quả bị Lý Thiên Tường một đao cắt ngang tình yêu này, phải không vậy? Phiên bản của ta khác với phiên bản này của cô. Nghe nói là Mao là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đường Vân cũng hơi cạn lời cái trận đấu không mấy chân chính này, cần chấn chỉnh lại, hình như người ở học viện này đều không đoan chính. Trên không trung bắt đầu hiện lên chuẩn bị vị trí chiến đấu. Thế mà địa điểm lần này lại là đài tử chiến, ở đây không có nơi nào có thể trốn thoát. Ha, thật trùng hợp thế này thì chúng ta có thể bỏ qua những thủ đoạn phiền phức, đó đến đây nào, trận chiến thắng bại giữa những nam nhân. Là Mao nếu như muốn theo đuổi Minh Hoàng, thì không nên đến đài tử chiến mà nên đến cửa hàng hoa. Việc của ta là làm hài lòng mấy lời bàn tán của mấy kẻ ngu ngốc ngoài kia. Lý Thiên Tường, chắc hẳn ngươi biết tại sao ta lại muốn thách thức ngươi. Ta chỉ muốn chứng minh một chuyện, đó là ta hơn ngươi. Đối mặt với là Mao háo mèo Lý Thiên Tường, cũng hóa gì tôi cũng chịu, đại loại không giống người, đừng nghĩ rằng chỉ ngươi có man lực. Cả hai người chơi hệ sức mạnh liền lao vào đấu tay đôi, đồng đội bên ngoài của hai bên cũng không thể ngồi yên được. Trần ca, hãy mặc kệ hai tên ngốc đó, sao ta lại mặc kệ được. Một người là ca ca của ta, một người là người trong tim muội muội, hai cái tên này không một tên nào khiến người khác bớt lo được. Mặc kệ ai xảy ra chuyện, cuối cùng nhất định phụ thân muội sẽ đến tìm ta. Điều đó chẳng phải là dễ dàng với ta sao? Họ Trần kia đừng nghĩ tới chuyện hại đại ca của chúng ta. Đúng vậy, tiếp theo thì hai người chúng ta sẽ là đối thủ của các ngươi. Trùng hợp quá, trước đây ta bị sỉ nhục ở đó. Chi bằng ta dùng hai người để chút giận trước.